ui vì mua cái tivi vậy nè. Ôi gì vậy? Ôi cái gì vậy? Ơ cái gì mà ôm quá vậy đi khăn cái tay. Ui hình như đó là giọng của chị nó bi hả? Đang coi tivi vậy mà cái gì vậy? Trời đất ơi chị nó bi có chuyện gì vậy mà la to quá vậy? Ôi trời cái gì vậy? Sao tự nhiên chị nó bi đội cái loa lên đầu chi vậy trời? Ok. Bắt cái gì vậy? Ôi dắt VR ra. Mình cái trò trốn tìm đi. Hả cái gì chơi trốn tìm à? Rồi biết rồi nghe rồi trốn tìm hả? Ui hay là mọi người tính đuổi tôi chơi trốn tìm Speakerman, Cameraman và tôi sẽ làm TV Man. Trời ơi chị đã bị không cần la to vậy đâu. Thôi được rồi. Vậy bây giờ hai người đợi tôi một xíu, đợi tôi một xíu, tôi đi lấy cái TV là được chứ gì? Bây giờ mình sẽ sử dụng cái TV mình mới mua này để mình hả làm TV Man luôn. Coi được rồi. Hay cha ta ta ta. Tôi đã đổi cái TV rồi này. Các bạn nhìn mắt kỳ quá đi mất. Trời ơi cái TV mà hoạt hình nó còn bẩn thì có cái con này nó nhảy trên đầu tôi vậy. Thôi được rồi, để tôi tắt TV coi. Hay cha. Ok vậy là được rồi. Soga chính thức trở thành TV Man. Bây giờ mình sẽ quay lại đi cùng mọi người chơi trốn tìm thôi nào các bạn ơi. Let's go. Soga xong rồi kìa. Đúng rồi. Soga TV Man đã trở lại và sẵn sàng để cùng nhau chơi trốn tìm với ba người trong ngày hôm nay. Các bạn hãy cổ vũ cho ai thì ba bạn đừng quên comment ở dưới biểu cảm muốn cổ vũ cho dắt camera Nabi Speaker hay là Soga TV thì comment nha. Thì cuộc thi trốn tìm chính thức bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau ẩn tù tì để tìm ra người bị ngày hôm nay. Thì người bị người đó sẽ úp mặt vô cái bức tường cát này, sau đó đếm 5, 10, 15, 20 để và hai người còn lại đi trốn nha. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Thì người nào bị bắt đầu tiên thì người đó sẽ trở thành người bị cho trận tiếp theo đó nha. Nên mọi người nhớ trốn vô kỹ vô đó. Ảnh tù tì ra cái gì? Ra cái này, ra cái này. Wow. Ôi cái gì vậy? Nabi với tô gà ra hai cục đá, nghĩa là hai cái búa còn dắt cái kéo là dắt bị thua rồi. Được rồi. Vậy trận đầu tiên dắt chính thức là người bị. Đúng rồi, dắt hãy úp mặt vô cái bức tường cát này đi. Sau đó đếm này, đếm nha, đếm cho đủ nha. Ok được rồi. Dắt bắt đầu để mà chị Nabi ơi. Bây giờ hai đứa mình đi trốn rồi chị Nabi ơi. Nói nhỏ rồi. Đi thôi các bạn ơi, được trốn ở đâu bây giờ? Ui hình như đằng kia mình thấy cái gì vậy? Đằng kia nó mới khai trương một cái TV shop kia các bạn ơi. Trời đất ơi, quá là trùng hợp, quá là hợp lý luôn. Thì mình sẽ trốn trong cái TV shop này các bạn nha. À. Được rồi, vậy thì chị sẽ trốn ở bên đây nè. Ok, biết rồi. Trời, nó nhỏ nhỏ lên chắc nó nghe bây giờ. Thiệt rồi, mình sẽ trốn ở đâu đây? Trời ơi, trong này nhiều TV quá đi mất coi, quá trời TV luôn. À, hay là mình sẽ giả dạng một cái TV trong này các bạn nhỉ. Bây giờ mình sẽ đập cái TV này đi, sau đó chúng ta sẽ nhảy lên đây và hay cha. Tôi đã thở thân thành một cái TV đứng giữa một hàng ngàn cái TV khác các bạn. Đồ ăn dắt làm sao biết được tôi ở đây đúng không các bạn ơi. Tôi thiệt là thông minh quá đi mất. Tôi thì chốt trong cái vàng loa này. Đố ai tìm được tôi đó. 95, 100 ok bây giờ tôi bắt đầu đi tìm đây. Sao từ nãy giờ đi tìm thấy ai hết trơn ta? Nhưng mà chắc camera sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình là camera mà mình sẽ sử dụng camera để truy tìm. Được rồi, bật chế độ tìm điểm khả nghi thôi. Hay cha. Ồ, đây hai đứa căn thang điểm khả nghi rồi. Vô đây tìm thôi. Ủa, trong này có điểm khả nghi nè. Dắt nó chua đi tới kìa các bạn ơi. Trời đất ơi, nguy hiểm quá vậy. Hay làm những cái tivi này ta. Trời ơi, sao dắt nó kiếm được chỗ này nhanh quá vậy các bạn ơi. Cái tivi này có vẻ lạ nè. Trời ơi, dắt nó gần phát hiện mình rồi các bạn ơi. Thật sự quá đi. Mở tivi lên coi. Ui cha. Cái cái mặt mình hiện lên chơi cái tivi vậy. Bị lỗ rồi. Trời ơi các bạn ơi, mặt tôi bị lỗ rồi. Chạy lên đây, chạy lên đây. Ôi đừng tôi, đừng tôi. Ôi ôi, trời ơi bị lỗ rồi. Ui da, ui da, ui da. Ôi trời ơi. Dùng cái la da cam ra nè. Dùng la da cái ơi cha. Trời ơi tôi luôn. Tôi bị lỗi rồi. Tự nhiên dắt nó mở cái tivi lên cái lỗ cái đầu tôi đây. Các bạn ơi tức thiệt chứ. Mình đi coi tự dắt nó sẽ tìm ra chị Nabi không nè. Hồi nãy một điểm khả nghi nằm ở bên này. Đi vô coi nào. Ủa ở đây có nhiều cái lo nè. Chắc chắn chị Nabi trốn ở đây rồi. Không phát hiện tôi, không phát hiện tôi. Chị quên tắt lo kìa. Phát ra âm thanh em nghe được á. Chạy thôi. Dắt camera thắng rồi. Tụi mình đã trở lại rồi các bạn ơi. Dắt đã kiếm được tôi với lại chị Nabi rồi các bạn ơi. Sao mà Dắt kiếm hay vậy ta? Nó vậy mà vẫn kiếm được. Không lẽ Dắt nó xài hack vậy ta? Không có đâu, mọi người quên tôi là camera rồi hả? Tôi phải giải nổi rồi mọi người. Đúng rồi các bạn ơi, Dắt nó chỉ là cameraman nên nó có thể theo dõi, nó có thể nhìn một cách rất là chi tiết. Trời đất ơi, thôi được rồi. Vậy hồi nãy ai là người bị trước, bây giờ đi trốn đi.
hai người đi chó quay, tôi bắt đầu tìm đây này, được gỡ đâu này. 50, 55, 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
trơn. Trước tiên thì mình sẽ thu nhỏ lại. Bây giờ được rồi, bây giờ mình sẽ nhảy vào trong đây đây các bạn ơi. Mình thì mình sẽ thu nhỏ lại để biến vào cái camera nè. Hey, chào. Giờ nhảy vô camera thôi. Wow. Gà sao mình tìm tôi được. 95, 98, 100. Được rồi, tô gà đã chính thức đếm xong hết thời gian của các bạn đi trốn rồi đó nha. Kiếp mọi người tôi nhưng mà không biết ở đâu vậy ta. Các bạn hãy chỉ cho tôi đi. À, được được, nếu mà chỉ là mấy đứa kia nó sẽ kêu mình ăn gian mất. Được rồi, bây giờ mình sẽ tự lực mình đi kiếm luôn cho các bạn coi. Ở đây có không? Không có luôn. Ở trong này có không? Cũng không có luôn. Ở dưới nước này có không? Hay cha, không có luôn. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. TV mà xuống nước không hiểu, mất nhìn đi rồi, nhìn đi rồi. Hồi nãy Jack nó đã dùng camera, bây giờ mình sẽ thử dùng cái TV của mình để chỉ đường thôi nào. Bật chế độ TV chỉ đường cha. Wow. Rồi nè các bạn, có thấy trên cái màn hình TV của tôi không? Nó đang hiện một cái mũi tên chỉ bên phải, có nghĩa là hả, nó sẽ có một cái người nào đó ở bên phải. Nên bây giờ tôi sẽ đi qua bên hướng bên phải xem thử có đúng không nha các bạn ơi. Mình đi vô đây, ôi sau đó nó lại chỉ mình đi qua hướng bên trái này các bạn. À đó, hướng bên trái của mình đó. Mình sẽ đi vô đây, sau đó nó lại chỉ qua hướng bên phải. Vậy có nghĩa là nó nằm ở đâu xung quanh đây nè các bạn ơi. Các bạn thấy cái hả chỉ đường của TV Man của tôi siêu có xịn không thì đừng quên comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì chúng ta xem thử nó đang chỉ thật sự đi đâu đây các bạn ơi. Ủa sao nó chỉ ở đâu đây mà ta. Ôi, các bạn ơi, hình như tôi nghe giọng ai đó trong này đây các bạn. Đừng nói hay là chị Nabi đang hát ở trong này ta. Được rồi, vậy bây giờ mình sẽ thu nhỏ lại. Được rồi, và mình sẽ đi vô bên trong này xem thử âm thanh nó phát ra từ đâu. Được rồi, vô thôi. Ui, mình tới chị ta nhưng mình đi vô bên trong. Trăng mưa trăng gì, ngoài lại một chút tai phone thầm thì. Vậy bây giờ chúng ta đã bắt được chị, bây giờ chúng ta đi ra ngoài thôi. Sao mà em biết chị ở trong hay vậy? Trời đất ơi, đôi đố chị biết luôn á. Trời ơi, nhà em lúc nào mà không tìm được chị đúng không? Chị nó bay điện đi theo em đi để kiếm thằng Dắt thôi nè. Được rồi, không biết Dắt trốn ở đâu ta các bạn nhỉ? Dắt ở đâu rồi Dắt ơi? Trời đất ơi, sao chị la ồn quá vậy? Chị la vậy nó trốn kỹ hơn chứ nó đâu có ra đâu. Được rồi, để coi thử Dắt nó sẽ trốn ở đâu. Đúng rồi, mình sẽ sử dụng Jack tiếp tục các bạn ơi. Mình sẽ sử dụng tiếp tục cây chế độ tìm đường của TV Man. Được rồi chị Nabi ơi, theo cái mũi tên nó chỉ là em đi theo hướng bên này là chúng ta sẽ tới được chỗ của Dắt này. Chị Nabi ơi, cho em theo theo. Đây rồi, đây rồi. Không lẽ, không lẽ nào, đúng rồi, đúng rồi. Không lẽ nào Dắt nó trốn trong nhà của nó sao các bạn. Ô, chị Nabi ơi, theo cái máy chỉ đường nó chỉ Dắt nó đang ở bên trong cái camera này nè. Vậy là nó cũng thu nhỏ giống chị Nabi rồi. Trời, mà bắt chốt. Được rồi, biết rồi, chỉ cái la ngoài thôi. Được rồi các bạn, vậy thì bây giờ mình cũng sẽ thu nhỏ để chui vào bên trong cái đó rồi nào. Được rồi, đi vô thôi. Tôi sẽ quay vlog trốn tôi gà. Chắc nó đi trốn tôi mà hả, nó đứng nó quay vlog kìa bà. Được rồi, để mình vô chung chung vui vlog coi. Dắt ơi, cho tôi quay vlog chung với Dắt ơi. Được rồi, hello, hello. Được rồi, hôm nay tôi sẽ quay vlog bắt được Dắt VN nè. Ồ, hello. Ủa, sao ở đây vậy? Hay cha. Này thì đi trốn mà bày đặt quay vlog với chúng tôi. Tôi đã bắt được Dắt thành công rồi nên là kết thúc vlog nha. Trời ơi, bắt được Dắt rồi thì chúng ta đi ra ngoài thôi. Trời ăn gian cái gì các bạn, làm chứng tôi không có chơi ăn gian nha. Tôi không có kêu mấy bạn chỉ luôn đúng không mọi người ơi. Ê chị Nabi ơi, tôi gà chơi ăn gian là tụi mình hợp tác đánh bại nó đi. Ôi rồi, chị thấy cũng được ba. Cái gì cái gì, hai người này speaker Nabi và cameraman Dắt tính hợp tác để đánh bại tô gà TV Man sao? Không có cửa đâu. À được rồi, bây giờ em đi trốn đi chị, với Dắt đi tìm cho. Ok ok, được rồi, vậy là hai người cùng nhau hợp tác để kiếm ra tôi đâu. Trời đất ơi, chị Nabi không kiếm ra được em đâu. Chị đừng có mơ, được rồi, ấp mặt cái tư, ấp mặt cái tư. Mình đem đi, ok ok. Được rồi, ok, đem đi, đem đi. Thôi hai người bắt đầu đi tìm được chị các bạn. Bây giờ đi. Trời đất ơi, nhức đầu quá. Được rồi, đi trốn nè. Tôi sẽ đi trốn bên dưới căn hầm bí mật của TV Man. Các bạn có thấy một cái TV khổng lồ đằng kia không? Đó, nó đang mở ra cái hầm lên. Các bạn nhìn kìa. Và chúng ta sẽ thấy được bên dưới đó chỉ là một cái hầm bí mật đó. Cần đi xuống bên dưới cái hầm này để trốn rồi hay cha. Được rồi, mình đã đi xuống bên dưới căn hầm TV của tôi rồi các bạn. Được rồi, xin giới thiệu với tất cả các bạn căn hầm. Ôi trời ơi, các bạn chưa gì đã thấy bên dưới căn hầm đó, đó sẽ có những cái TV bắn ra gai như này đó. Sau đó chính là những
lên sân khấu và nó sẽ chặn cái đường chúng ta. Chỉ cần đi ngang mà dính cái tivi này là bể đầu đó nha. Và không những thế, chúng ta còn có một cái bẫy rất là xịn nữa, đó chính là sau khi chúng ta tới đường đây, chúng ta ngồi coi tivi vui vẻ thôi. Chúng ta bật cái này lên cho lập tức nó sẽ xoay và sẽ không ai có thể tiện tới được cái chỗ tôi trốn đâu, và tôi có thể bình yên coi tivi mà không bị ai phá hoại. Mặc dù tôi nói ví dụ mọi người có thể tìm được chỗ trốn của tôi, nhưng làm sao vượt qua được cái bẫy này hả? Ôi tìm thấy ông ơi nha, thôi nghe cái gì cơ? Mọi người tới đường đây rồi sao? Trời ơi, sao mọi người biết được cái hầm bí mật của tôi vậy? Trời ơi, cái tivi to đùng vậy mà không biết? Cái tivi to đùng, nhưng mà nếu mọi người tìm được rồi thì tất mọi người bắt được tôi đó, anh bắt được em đó nha. Để coi những người kia sẽ qua đây bằng cách nào đây các bạn ơi. Đi coi, coi coi chừng nghe. Ôi trời ơi, mọi người đang cố gắng qua đây nhưng mà không qua được. Ôi trời, để coi sao. Tất nhiên là khó rồi, không qua. Dắt con qua được không đây? Ôi cố lên dắt ơi. Ôi dắt tới rồi kìa. Ôi dắt được luôn rồi. Vậy là lần này tô gà lại chiến thắng một lần nữa trong thử thách trốn tìm rồi các bạn ơi. Không ai có thể bắt được tôi. Được rồi, tôi thắng rồi, tô gà TV Man. Tôi đâu rồi. Trời ơi, tất nhiên là khó rồi, sao mà qua được. Thôi rồi, nó bị đất luôn rồi. Ok, vậy là tô gà đã thắng. Với sự ủng hộ của các bạn thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Và thứ về đưa lại tôi một like subscribe. Và nếu các bạn muốn coi một video khác về trốn tìm thì các bạn đừng quên bấm dưới đây. Còn bây giờ thì nếu các bạn muốn tôi làm tiếp về trốn tìm thì cũng đừng quên comment dưới nha. Còn bây giờ thì coi tí gì thế nào. Bye bye mọi người.